13. Phẩm Đà La Ni. Lúc bấy giờ trời Đế Thích thầm nghĩ, các thiện nam thiện nữ vân vân được nghe pháp môn danh tự Bát Nhã và làm mật đa thậm thâm như vậy, nên biết thời quá khứ đã từng thân cận vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác, phát thể nguyện rộng lớn trồng các thiện căn, được sự hộ trì của nhiều thiện tri thức, huống chi là viết chép thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết cho người khác hoặc tùy theo sức mà tu hành như lời dạy. Nên biết người này đã ở chỗ vô lượng đức Phật đời quá khứ, thần cận phụng sự cúng dường cung kính, trồng nhiều cội phước đức, từng nghe Bát Nhã Bà La Mật Đa, nghe rồi thọ trì suy nghĩ đọc tụng tuyên thuyết cho người khác, tu hành đúng theo lời dạy, hoặc đối với kinh này hỏi đáp thông suốt, do nhờ phương lực đời trước, nay việc được thành tựu. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đã từng cúng dường vô lượng Như Lai ứng chánh đẳng giác, công đức thuần tịnh, nếu nghe Bát Nhã Bà La Mật Đà thậm thâm, tâm vị ấy không kinh hãi, không hoảng hốt, không sợ sệt, nghe rồi tin ưa, tu hành theo lời thuyết. Nên biết người này từng ở chỗ vô lượng trăm ngàn muôn ước Phật, đời quá khứ phát thệ nguyện rộng lớn, tu hành bố thí cho đến Bát Nhã Bà La Mật Đa, nay sanh ra đời thành tựu được việc này, khi ấy xá lợi từ bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nghe nghĩa lý Bát Nhã Bà La Mật Đa thậm thâm này, tâm vị ấy không kinh hãi, không hoảng hốt, không sợ sệt, vì đã nghe viết chép thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết cho người khác, tuyên thuyết lưu truyền rộng rãi để tu hành đúng như lời dạy, nên biết người này giống như các đại Bồ Tát ở địa vị bất thối. Vì sao? Vì nghĩa lý thậm thâm của Bát Nhã Bà La Mật Đà rất khó tin hiểu. Nếu ở đời trước tu hành bố thí vân vân sáu pháp Bà La Mật Đà không dài lâu, thì đâu có thể vừa nghe liền tin hiểu được. Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nghe thuyết nghĩa lý thậm thâm của Bát Nhã Bà La Mật Đà, khinh chê hủy báng, nên biết người này đời trước đối với Bát Nhã Bà La Mật Đà thậm thâm cũng từng hủy báng. Vì sao? Vì người ngu như thế, nghe thuyết nghĩa lý thậm thâm của Bát Nhã Bà La Mật Đa, do sức không tin, không ưa, tâm không thanh tịnh, đã huân tập đời trước. Vì sao? Vì người ngu như vậy, ở đời quá khứ chưa từng thân cận chư Phật, Bồ Tát và Hiền Thánh khác, chưa từng thỉnh vấn trừ vị đó, nên hành bố thí vân vân sáu pháp Bà La Mật Đa thế nào? Cho đến nên học 18 pháp Phật bất cộng thế nào? Cho nên bây giờ nghe thuyết Bát Nhã Bà La Mật Đa thậm thâm, liền khinh chê hủy báng, không tin không ưa, tâm không thanh tịnh. Lúc bấy giờ trời Đế Thích hỏi Xá Lợi Tử, Bát Nhã Bà La Mật Đa như thế nghĩa lý thậm thâm rất khó tin hiểu. Có người tin ưa tu hành bố thí vân vân sáu pháp Bà La Mật Đa cho đến 18 pháp Phật bất cộng và vô lượng vô biên Phật pháp khác chưa lâu dài, nên nghe nghĩa lý Bát Nhã Bà La Mật Đa thậm thâm này không thể tin hiểu, hoặc sanh tâm hủy báng, điều này không gì là hiếm có. Thưa Đại Đức, tôi này kính lễ Bát Nhã Bà La Mật Đà thậm thâm. Nếu tôi kính lễ Bát Nhã Bà La Mật Đà thậm thâm, tức là kính lễ trí nhất thiết trí. Khi ấy Phật bảo trời Đế Thích, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Kính lễ Bát Nhã Bà La Mật Đà, tức là kính lễ trí nhất thiết trí. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chư Phật đạt được trí nhất thiết trí và vô lượng vô biên công đức khác, đều nương vào Bát Nhã Bà La Mật Đa mà thành tựu. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát muốn trụ trí nhất thiết trí của Như Lai, nên trụ Bát Nhã Bà La Mật Đa, muốn phát khởi trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng của chư Phật, nên học Bát Nhã Bà La Mật Đa, muốn chấm dứt tập khí phiền não tương tục, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, truyền pháp luân vi diệu, cứu độ các hữu tình, nên học Bát Nhã Bà La Mật Đà. Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân muốn đắc quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ đề, nên học Bát Nhã Bà La Mật Đà. Kiều Thi Ca, nếu Đại Bồ Tát muốn an lập bậc chủng tánh thanh văn, an trụ thanh văn thừa, bậc chủng tánh độc giác, an trụ độc giác thừa, bậc chủng tánh Bồ Tát, an trụ vô thượng thừa, nên học Bát Nhã Bà La Mật Đà. Kiểu thì cả, nếu Đại Bồ Tát muốn chinh phục chúng ma, đẩy lùi bọn ngoại đạo, bè đảng xấu ác, nên học Bát Nhã Bà La Mật Đà.
Kiểu thì cả nếu Đại Bồ Tát muốn nhiếp hóa các bí xô đều phục họ hoàn toàn, nên học Bát Nhã và làm Mật Đà. Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, vì sao phải trụ sắc, vì sao trụ thọ tưởng hành thức, vì sao tập học sắc, vì sao tập học thọ tưởng hành thức, cho đến vì sao trụ 18 Pháp Phật bất cộng, vì sao tập 18 Pháp Phật bất cộng? Phật bảo trời Đế Thích: Lành thay, lành thay, nay ông nhờ thần lực Phật có thể hỏi Như Lai nghĩa sâu xa như vậy. Ông nên lắng nghe, ta sẽ vì ông mà thuyết. Kiểu thi ca: Các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, nếu đối với sắc không trụ không tập, là trụ là tập sắc. Nếu đối với thọ tưởng hành thức không trụ không tập, là trụ là tập thọ tưởng hành thức. Cho đến nếu đối với 18 Pháp Phật bất cộng không trụ không tập, là trụ là tập 18 Pháp Phật bất cộng. Vì sao? Kiểu thi ca: Nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, đối với sắc không đắc có thể trụ có thể tập, đối với thọ tưởng hành thức không đắc có thể trụ có thể tập, cho đến đối với 18 Pháp Phật bất cộng không đắc có thể trụ có thể tập. Lại nữa, kiểu thi ca: Các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu đối với sắc chẳng trụ chẳng không trụ, chẳng tập chẳng không tập, là trụ là tập nơi sắc. Nếu đối với thọ tưởng hành thức chẳng trụ chẳng không trụ, chẳng tập chẳng không tập, là trụ là tập nơi thọ tưởng hành thức. Cho đến nếu đối với 18 Pháp Phật bất cộng chẳng trụ chẳng không trụ, chẳng tập chẳng không tập, là trụ là tập 18 Pháp Phật bất cộng. Vì sao? Kiểu thi ca: Vì các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, quan sát sắc cho đến 18 Pháp Phật bất cộng giai đoạn trước sau giữa đều bất khả đắc. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thật là sâu xa. Phật dạy: Đúng vậy, vì chân như sắc sâu xa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thật là sâu xa. Cho đến chân như 18 Pháp Phật bất cộng sâu xa, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thật là sâu xa. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế khó có thể so lường. Phật dạy: Đúng vậy, vì chân như sắc khó so lường, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa khó có thể so lường. Cho đến 18 Pháp Phật bất cộng chân như khó so lường, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa khó có thể so lường. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thật là vô lượng. Phật dạy: Đúng vậy, vì chân như sắc vô lượng, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô lượng. Cho đến 18 Pháp Phật bất cộng chân như vô lượng, cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng vô lượng. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, nếu hành tánh sâu xa của sắc thì chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho đến nếu hành tánh sâu xa của 18 Pháp Phật bất cộng thì chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Xá Lợi Tử: Vì tánh sâu xa của sắc tức chẳng phải sắc, cho đến tánh sâu xa của 18 Pháp Phật bất cộng tức chẳng phải 18 Pháp Phật bất cộng. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, nếu hành tánh khó so lường của sắc thì chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho đến nếu hành tánh khó so lường của 18 Pháp Phật bất cộng thì chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Xá Lợi Tử: Vì tánh khó so lường của sắc tức chẳng phải sắc, cho đến tánh khó so lường của 18 Pháp Phật bất cộng tức chẳng phải 18 Pháp Phật bất cộng. Lại nữa, Xá Lợi Tử: Các Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, nếu hành tánh vô lượng của sắc thì chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho đến nếu hành tánh vô lượng của 18 Pháp Phật bất cộng thì chẳng phải hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Xá Lợi Tử: Vì tánh vô lượng của sắc tức chẳng phải sắc, cho đến tánh vô lượng của 18 Pháp Phật bất cộng tức chẳng phải 18 Pháp Phật bất cộng. Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thật sâu xa, khó so lường, vô lượng thì khó tin hiểu, không nên thuyết cho Bồ Tát mới học Đại Thừa. Vì sao? Vì sợ những vị ấy nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, tâm sẽ kinh hãi, lo sợ, nghi hoặc, hoặc sanh tâm hủy báng, không tin hiểu, chỉ nên thuyết cho Bồ Tát bất thối truyền. Vì sao?
Vì vị này nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế, tâm không kinh hãi, không hoảng hốt, không sợ sệt, không nghi hoặc, không sanh tâm hỷ bám, mà có lòng tin hiểu sâu xa. Bấy giờ trời Đế Thích hỏi Xá Lợi Tử: Nếu thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm cho hàng Bồ Tát mới học Đại Thừa thì có những lỗi gì? Xá Lợi Tử đáp: Nếu thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm cho hàng Bồ Tát mới học Đại Thừa thì người kia nghe rồi sẽ kinh hãi, hoảng hốt, sợ sệt, nghi hoặc, sanh tâm hỷ báng, không thể tin hiểu được. Do đó tạo nghiệp tăng trưởng, nên trêu cảm đọa vào đường ác, đắm chìm nơi ba đường ác, chịu khổ lớn lâu dài, khó chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì vậy không nên ở trước các vị ấy mà thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm. Trời Đế Thích lại hỏi Xá Lợi Tử: Có Bồ Tát chưa thọ ký vô thượng bồ đề, nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm mà tâm không kinh hãi, hoảng hốt, sợ sệt, nghi hoặc, không sanh tâm hỷ báng, lại tin hiểu sâu xa không? Xá Lợi Tử đáp: Kiều Thi Ca, có, vì Đại Bồ Tát này chẳng bao lâu sẽ được thọ ký Đại Bồ Đề. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát này nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, tâm không kinh hãi, hoảng hốt, sợ sệt, nghi hoặc, không sanh tâm hỷ báng mà có lòng tin hiểu sâu xa, nên biết Đại Bồ Tát này đã thọ ký quả vị vô thượng Đại Bồ Đề. Giả sử người chưa được thọ ký thì không quá một vị Phật hoặc hai vị Phật quyết định sẽ được thọ ký Đại Bồ Đề. Bấy giờ Phật dạy Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát học Đại Thừa lâu dài, phát đại nguyện lâu dài, hành sáu pháp Ba La Mật Đa lâu dài và vô lượng vô biên Phật pháp khác, cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự nhiều bạn lành, nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thì tâm không kinh hãi, hoảng hốt, sợ sệt, nghi hoặc, mà có lòng tin hiểu sâu xa, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết cho người khác, hoặc lại viết chép tu hành như lời thuyết. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con nay muốn nói một vài thí dụ, cú xin Thế Tôn thương xót hứa khả. Phật dạy: Xá Lợi Tử, ông cứ tùy ý nói. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như có các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ Đại Thừa, trong mộng tu hành Bát Nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí Ba La Mật Đa cho đến an tọa nơi tòa diệu bồ đề, nên biết người này gần đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Huống chi có Bồ Tát vì cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, khi thức tu hành Bát Nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí Ba La Mật Đa mà lại không mau chóng chứng đắc để cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề hay sao? Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này không bao lâu sẽ được ngồi tòa diệu bồ đề chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu cứu độ các hữu tình. Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như vậy, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, nên biết người này học Đại Thừa đã lâu dài, căn lành đã thành thục, cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự nhiều bạn lành, trồng nhiều cội phước đức, nên có thể thành tựu được việc này. Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như vậy mà tin hiểu thọ trì đọc tụng tu tập tuyên thuyết cho người khác, suy nghĩ đúng lý, nên biết người này hoặc đã được thọ ký Đại Bồ Đề hoặc cần được thọ ký Đại Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ vân vân này nếu như trụ nơi Đại Bồ Tát bất thối, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề là do được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, tìm hiểu sâu xa, thọ trì đọc tụng suy nghĩ đúng lý, đừng theo lời dạy mà tu hành diễn thuyết cho người khác. Bạch Thế Tôn, ví như có người đi bộ qua đồng hoang, trải qua trăm do tuần, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm trăm, thấy thấp thoáng hình ảnh thành ấp vương quốc đô thành ở phía trước, người thả trâu, vườn rừng, ruộng, vân vân, thấy các hình ảnh đó liền suy nghĩ, thành ấp vương quốc đô thành cách đây không xa, nghĩ như vậy rồi thân tâm nhẹ nhàng an nhiên, không sợ ác thú, ác tặc, đói khát. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát cũng là như vậy. Nếu được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này mà thọ trì đọc tụng suy nghĩ đúng lý, sanh tâm tin hiểu sâu xa, nên biết chẳng bao lâu sẽ được thọ ký hoặc đã thọ ký mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát này không sợ rơi vào địa vị thánh văn độc giác
Vì sao? Vì Đại Bồ Tát này đã được thấy, nghe, cúng dường, cúng kính, tôn trọng, ngợi khen Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Đây là tướng đầu tiên của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bấy giờ Phật dạy Xá Lợi Tử: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Thừa hành thần lực Phật, ông cứ việc nói tiếp. Xá Lợi Tử bạch Phật: bạch Thế Tôn, ví như có người muốn quan sát biển lớn, lần lần đi tới, trải qua thời gian dài không thấy núi rừng nữa, biển nghĩ, trước cảnh trạm này thì cách biển chẳng bao xa. Vì sao? Vì gần bờ biển, đất thấp dần, không có các núi rừng. Bấy giờ người kia tuy chưa thấy biển nhưng thấy cảnh gần đó, bèn sung sướng vui mừng: ta nhất định sẽ được thấy biển, bản nguyện đã được viên mãn. Người ấy rất thích thú. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Nếu được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này mà thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, sanh lòng tin hiểu sâu xa, đại Bồ Tát này tuy chưa được Phật hiện tiền thọ ký, người ở đời sau trải qua nhiều kiếp như vậy sẽ được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Nhưng tự biết lời thọ ký ấy chẳng bao xa. Vì sao? Vì đại Bồ Tát này đã được thấy, nghe, cúng dường, cung kính, thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Đây là tướng đầu tiên của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Bạch Thế Tôn, ví như hoa quả cây ở mùa xuân, lá cũ đã rơi, cảnh cây tươi tốt, mọi người thấy vậy liền suy nghĩ: hoa quả lá mới không bao lâu sẽ được mọc ra. Vì sao? Vì tướng ban đầu của hoa quả lá mới trổ ra, người nam nữ lớn nhỏ ở châu Thiện Bộ thấy cảnh ấy vui mừng sung sướng, đều nghĩ như vậy: không bao lâu nữa chúng ta sẽ được thấy hoa quả sung xuê. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Nếu được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này mà thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, sanh lòng tin hiểu sâu xa, nên biết là do thiện căn đời trước được thành thục cúng dường nhiều vị Phật, phụng sự nhiều bạn lành, không bao lâu sẽ được thọ ký Đại Bồ Đà. Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này nên nghĩ như vậy: đời trước nhất định ta có sức thiện căn thù thắng, có thể dẫn đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Nhờ vậy mà nay thấy, nghe, cúng dường, cung kính Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, thọ trì đọc tụng, sanh lòng tin hiểu, suy nghĩ đúng lý, tu tập tùy theo sức mình. Bạch Thế Tôn, nay trong hội này có các thiên tử đã thấy Phật thuyết pháp này ở quá khứ nên hớn hở vui mừng và cùng bàn luận. Ngày xưa các đại Bồ Tát nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa liền được thọ ký. Bây giờ các đại Bồ Tát đã nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa, không bao lâu nhất định sẽ được thọ ký Bồ Đà. Bạch Thế Tôn, ví như người nữ mang thai đã lâu, thân thể chuyển động nặng nề, đứng ngồi bất an, ăn uống ngủ nghỉ ít dần, không thích nói nhiều, làm việc thường chán nản mỏi mệt, chịu nhiều thống khổ, cho nên được nghỉ ngơi không làm việc. Người mẹ chồng thấy dáng vẻ như thế, biết cô này không bao lâu sẽ sanh. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Đời trước gieo trồng thiện căn, cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự bạn lành lâu dài, các thiện căn thành thục, bây giờ nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thọ trì đọc tụng, suy nghĩ đúng lý, sanh tâm tìm hiểu sâu xa, tu học tùy theo sức. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nhờ nhân duyên này nên biết không bao lâu được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Lúc bấy giờ Phật khen ngợi Xá Lợi Tử: lành thay, lành thay, ông khéo nói ví dụ về Bồ Tát, nên biết đều nhờ sức oai thần của Phật làm cho ông phát sanh biện tài như vậy. Khi đó thiện hiện liền bạch Phật: bạch Thế Tôn, thật là kỳ lạ, Như Lai ứng chánh đẳng giác khéo phó chúc cho các đại Bồ Tát, khéo hộ trì các đại Bồ Tát. Phật dạy: thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát cần cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đem lợi ích an lạc cho các hữu tình, thường xót nhớ ích cho trời người. Nên khi các đại Bồ Tát này tinh cần tu học Bồ Tát Đạo, chỉ vì muốn lợi ích vô lượng trăm ngàn các hữu tình, dùng bốn nhiếp sự mà giữ gìn: một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Đại Bồ Tát này tự mình an trụ đúng đắn 10 thiện nghiệp đạo, cũng an lập cho người khác, khiến cho họ siêng năng tu học 10 thiện nghiệp đạo. Tự hành 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, cũng về người khác hành 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc. Tự hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa,
cũng khuyên người khác hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát này y chỉ vào phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tùy giáo hóa hữu tình chứng quả dự đều cho đến chứng đắc độc giác Bồ Đề, nhưng mình không chứng. Đại Bồ Tát này tự mình siêng năng tinh tấn tu Bồ Tát hạnh, cũng khuyên người khác tu các Bồ Tát hạnh. Tự mình an trụ Bồ Tát bất thối chuyển, cũng khuyên người khác an trụ bất thối chuyển. Tự siêng năng tinh tấn trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, cũng lại khuyên người trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình. Tự siêng năng phát khởi thần thông Bồ Tát, cũng khuyên người khác phát khởi thần thông Bồ Tát. Tự siêng năng trang nghiêm thanh tịnh pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng khuyên người khác siêng năng trang nghiêm thanh tịnh pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Tự mình chứng đắc viên mãn biện tài, cũng khuyên người khác được viên mãn biện tài. Tự hộ trì viên mãn sắc thân, đầy đủ các tướng tốt, cũng lại khuyên người khác hộ trì viên mãn sắc thân, đầy đủ các tướng tốt. Tự hộ trì viên mãn hạnh đồng chân, cũng khuyên người khác hộ trì viên mãn hạnh đồng chân. Tự tu hành bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng, cũng lại khuyên người khác tu hành bốn niệm trụ cho đến trí nhất thiết tướng. Tự chấm dứt tập khí phiền não tương tục, cũng lại khuyên người khác chấm dứt tập khí phiền não tương tục. Tự chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, cứu độ các hữu tình, cũng lại khuyên người khác chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chuyển pháp luân vi diệu, cứu độ các hữu tình. Lúc bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn hy hữu thay, bạch thiện thệ hy hữu thay, các đại Bồ Tát thành tựu đại công đức như vậy, vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, độ các hữu tình đến tận đời vị lai. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như thế nào để mau được viên mãn? Phật dạy: Thiện hiện, nếu hun đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, không thấy sắc tăng hoặc giảm, không thấy thọ tưởng hành thức tăng hoặc giảm, cho đến không thấy trí nhất thiết tăng hoặc giảm, không thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng tăng hoặc giảm, đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như vậy mau được viên mãn. Lại nữa, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, không thấy đây là pháp, đây là phi pháp, không thấy đây là quá khứ, đây là vị lai, đây là hiện tại, không thấy đây là thiện, đây là bất thiện, đây là vô ký, không thấy đây là hữu vi, đây là vô vi, không thấy đây là dục giới, đây là sắc giới, đây là vô sắc giới, không thấy đây là bố thí Ba La Mật Đa cho đến đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến không thấy đây là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn. Vì sao? Vì tất cả pháp vô tánh tướng, vô tác dụng, không thể chuyển, không dối trá, tánh không cứng chắc, không tự tại, không cảm thọ, xa lìa ngã cho đến xa lìa người thấy. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lời Như Lai thuyết thật bất khả tư nghỉ. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, Như Lai đã thuyết thì bất khả tư nghỉ. Thiện hiện nên biết sắc bất khả tư nghỉ, nên lời thuyết của Như Lai bất khả tư nghỉ. Thọ tưởng hành thức bất khả tư nghỉ, nên lời thuyết của Như Lai bất khả tư nghỉ. Cho đến trí nhất thiết bất khả tư nghỉ, nên lời thuyết của Như Lai bất khả tư nghỉ. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bất khả tư nghỉ, nên lời thuyết của Như Lai bất khả tư nghỉ. Nếu đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, tuy như thật biết sắc bất khả tư nghỉ, nhưng không khởi tưởng bất khả tư nghỉ, cho đến tùy như thật biết trí nhất thiết tướng bất khả tư nghỉ, nhưng không khởi tưởng bất khả tư nghỉ, thì đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm mau được viên mãn. Lại nữa, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, đối với sắc cho đến trí nhất thiết tướng không khởi tưởng bất tư nghỉ hoặc bất khả tư nghỉ, thì đại Bồ Tát này hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm mau được viên mãn. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nghĩa lý sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế ai có thể tin hiểu? Phật dạy: Thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu sáu pháp Ba La Mật Đa lâu dài, gieo trồng thiện căn lâu dài, cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự nhiều bạn lành, thì đại Bồ Tát này đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm sanh lòng tin hiểu.
Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao biết được Đại Bồ Tát này tu sáu pháp ba la mật đa lâu dài, gieo trồng thiện căn lâu dài, cúng dường nhiều đức Phật, phụ sự nhiều bạn lành? Phật dạy: Thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nào khi hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm, đối với sắc không khởi phân biệt không khác, đối với thọ tưởng hành thức không khởi phân biệt không khác, đối với tướng sắc không khởi phân biệt không khác, đối với tướng thọ tưởng hành thức không khởi phân biệt không khác, đối với tánh sắc không khởi phân biệt không khác, đối với tánh thọ tưởng hành thức không khởi phân biệt không khác, cho đến đối với trí nhất thiết không khởi phân biệt không khác, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không khởi phân biệt không khác, đối với tướng trí nhất thiết không khởi phân biệt không khác, đối với tướng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không khởi phân biệt không khác, đối với tánh trí nhất thiết không khởi phân biệt không khác, đối với tánh trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không khởi phân biệt không khác. Vì sao? Vì sắc cho đến trí nhất thiết tướng đều bất khả tư nghị. Thiện hiện, ông nên biết như vậy gọi là Đại Bồ Tát này tu sáu pháp ba la mật đa lâu dài, gieo trồng thiện căn lâu dài, cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự nhiều bạn lành. Khi ấy thiện hiện lại bạch Phật: Bát nhã ba la mật đa như thế thật là sâu xa. Phật dạy: Đúng vậy, sắc sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, thọ tưởng hành thức sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, cho đến trí nhất thiết sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bát nhã ba la mật đa như thế là kho báu lớn. Phật dạy: Đúng vậy, có thể đem kho báu công đức cho hữu tình. Vì vậy bát nhã ba la mật đa như thế là chân bảo lớn, đem vật báu 10 thiện nghiệp đạo, 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, 5 thần thông cho hữu tình, đem vật báu bố thí vân vân 6 pháp ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng cho hữu tình, đem vật báu quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề cho hữu tình, đem vật báu tất cả đại bồ tát hành quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chuyển pháp luân vi diệu cho hữu tình, cho nên bát nhã ba la mật đa tên là kho báu lớn. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa thậm thâm là thanh tịnh. Phật dạy: Đúng vậy, vì tất cả pháp này thanh tịnh, thiện hiện nên biết sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thậm thâm là thanh tịnh, cho đến trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thậm thâm là thanh tịnh. Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Bạch Thiện Thệ, thật là hy hữu. Bát nhã ba la mật đa như vậy vì rất sâu xa nên gặp nhiều tai nạn, nhưng nay nói về tai nạn không sanh. Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, các tai nạn của bát nhã ba la mật đa thậm thâm nhiều, nhưng nhờ thần lực Phật nên nay chỉ nói tai nạn không sanh. Vì vậy các thiện nam thiện nữ vân vân đại thừa, đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, nếu muốn viết chép, thọ trì, đọc tụng, tụ tập tư duy tuyên thuyết cho người khác, thì nên mau chóng viết chép cho đến diễn thuyết. Vì sao? Vì các tai nạn của bát nhã ba la mật đa thậm thâm rất nhiều, chứ để việc viết chép cho đến diễn thuyết gặp tai nạn không được thành tựu. Thiện hiện nên biết, các thiện nam thiện nữ vân vân này, hoặc 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, cho đến 1 năm, viết chép bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy, thì có thể được thành tựu. Vì vậy phải siêng năng tinh tấn để tâm nơi việc viết chép, trải qua thời gian như vậy làm cho được thành tựu. Nếu muốn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cho đến 1 năm, thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, tuyên thuyết cho người khác nghe kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy, thì có thể được thành tựu. Vì vậy phải siêng năng tinh tấn để tâm thọ trì cho đến diễn thuyết, trải qua thời gian như vậy làm cho được thành tựu. Vì sao? Vì đại bảo thần châu bát nhã ba la mật đa thậm thâm có rất nhiều tai nạn. Khi ấy thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Bạch Thiện Thệ, thật kỳ lạ. Đại bảo thần châu bát nhã ba la mật đa thậm thâm có rất nhiều tai nạn, nhưng có người viết chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy tuyên thuyết cho người khác, đối với người ấy ác ma không gây tai nạn, làm cho không viết chép cho đến diễn thuyết được. Phật dạy: Thiện hiện, ác ma đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm này
Tôi muốn gây tai nạn, làm cho không biết chép cho đến diễn thuyết, nhưng chúng không đủ sức gây tai nạn, khiến cho việc làm của Bồ Tát kia không thành tựu. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nhờ thần lực của ai khiến cho ác ma kia gây tai nạn với các Bồ Tát viết chép kinh không được thành tựu? Phật dạy: Xá Lợi Tử, chính nhờ thần lực Phật khiến ác ma kia không gây tai nạn cho các Bồ Tát viết chép, vân vân. Lại nữa, Xá Lợi Tử, cũng chính nhờ thần lực chư Phật ở mười phương tất cả thế giới khiến ác ma không gây tai nạn với các Bồ Tát viết chép, vân vân. Lại nữa, Xá Lợi Tử, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều cùng nhau hộ niệm các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm khiến ác ma kia không gây tai nạn các thiện nam tử, vân vân. Trụ Bồ Tát thừa viết chép cho đến diễn thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì chư Phật Thế Tôn đều cùng nhau hộ niệm các Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm, tạo nhiều thiện nghiệp khiến cho ác ma kia không gây tai nạn. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu các đại Bồ Tát đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm viết chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn thuyết theo pháp tự nhiên như thế, thì được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở mười phương thế giới hiện đang thuyết pháp đều hộ niệm. Nếu được nhờ sự hộ niệm chư Phật thì tự nhiên ác ma không gây tai nạn được. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu có thiện nam tử, tịnh tín, vân vân, đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết nên nghĩ như vậy: này, ta viết chép cho đến diễn thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm đều nhờ thần lực của chư Phật Thế Tôn ở mười phương tất cả thế giới hiện đang thuyết pháp hộ niệm. Bấy giờ Xá Lợi Tử lại bạch Phật: nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết thì nhờ thần lực chư Phật mười phương từ bi hộ niệm, làm cho vị ấy tạo được thiện nghiệp thủ thắng, các quần ác ma không gây tai nạn được. Phật dạy Xá Lợi Tử: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết nên biết đều nhờ thần lực chư Phật Thế Tôn hộ niệm. Xá Lợi Tử lại bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết thì tất cả Như Lai ở mười phương thế giới đều là bạn lành, do nhân duyên này nên hoan hỷ hộ niệm. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết, thường được chư Phật Thế Tôn hiện đang thuyết pháp ở mười phương tất cả thế giới dùng Phật nhãn quán chiếu, do nhân duyên này nên từ bi hộ niệm, họ làm việc lành gì cũng được thành tựu. Lúc bấy giờ Phật dạy Xá Lợi Tử: đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nếu các thiện nam thiện nữ vân vân nào viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm thì thường được chư Phật Thế Tôn hiện đang thuyết pháp ở mười phương tất cả thế giới dùng Phật nhãn quán chiếu hiểu rõ hộ niệm, làm cho các ác ma không não hại được, các thiện nghiệp đã tạo đều mau thành tựu. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các thiện nam thiện nữ vân vân trụ Bồ Tát thừa, nếu đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này viết chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn thuyết nên biết vị này đã đến gần trí nhất thiết trí, các ma oán không gây tai nạn được. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các thiện nam thiện nữ vân vân an trụ đại thừa, nếu viết chép Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm dùng các loại trang nghiêm thọ trì đọc tụng nên biết đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm này sanh lòng tin hiểu sâu xa, dùng các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm thì các thiện nam thiện nữ vân vân này thường được Như Lai dùng Phật nhãn quán chiếu hiểu rõ hộ niệm, do nhân duyên này nhất định sẽ được lợi ích lớn, quả báo lớn. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các thiện nam thiện nữ vân vân trụ Bồ Tát thừa, nếu viết chép thọ trì đọc tụng cúng dường cung kính Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm thì nhờ thiện căn này cho đến đạt được địa vị bất thối chuyển, thường không xa lìa chư Phật Bồ Tát, mãi nghe chánh pháp, không đọa vào cảnh giới ác, sanh trong trời người hưởng sự an ổn vui sướng,
các thiện nam, thiện nữ vân vân, do thiện căn này cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, thường không xa lìa tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa cho đến trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên Phật pháp khác. Do đây cho nên mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do nhân duyên này, các thiện nam thiện nữ vân vân sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì vậy đối với kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm này, nên siêng năng viết chép, thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy, tuyên thuyết cho người khác nghe, cúng dường cung kính, không tạm dừng bỏ. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy, sau khi Phật niết bàn thì hưng thịnh ở phương nào? Phật dạy: Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn, kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm như thế dần dần hưng thịnh ở phương đông nam. Phương kia có nhiều bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, an trụ đại thừa. Đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy, với lòng tin ưa sâu xa, viết chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy, diễn thuyết, lại dùng các loại tráng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính bát nhã ba la mật đa thậm thâm. Do thiện căn này, nên không đọa vào đường ác, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh trong loài người, hưởng phú quý an lạc. Nhờ thế lực ấy nên tăng trưởng lợi ích sáu pháp ba la mật đa, làm cho mau chóng viên mãn. Nhân nơi đó có thể cúng dường cung kính, tôn trọng gậy khen cho Phật Thế Tôn, về sau nương vào pháp tam thừa, lần lần tu tập mà được xuất ly. Lại nữa Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn, kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm như thế sẽ dần hương thịnh từ phương đông nam đến phương nam. Phương kia có các bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, an trụ đại thừa. Đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy, sanh lòng tin yêu sâu xa, viết chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn thuyết, lại đem các loại trà hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính bát nhã ba la mật đa thậm thâm. Do thiện căn này nên không rơi vào đường ác, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh trong loài người, hưởng phú quý an lạc. Nhờ thế lực ấy nên tăng trưởng sáu pháp ba la mật đa, làm cho mau chóng viên mãn. Nhân đây lại có thể cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, về sau nêu vào pháp tam thừa, lần lần tu tập mà được xuất ly. Lại nữa Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn, kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm như thế sẽ lần lần hương thịnh từ phương nam đến phương tây nam. Phương kia có các bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, an trụ đại thừa. Đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy, sanh lòng tin ưa sâu xa, viết chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy diễn thuyết, lại đem các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính bát nhã ba la mật đa thậm thâm. Do thiện căn này nên không rơi vào đường ác, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh trong loài người, hưởng sự phú quý an lạc. Nhờ thế lực ấy nên tăng trưởng lợi ích sáu pháp ba la mật đa, làm cho mau chóng viên mãn. Nhân đây lại có thể cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, về sau nương vào pháp tam thừa, lần lần tu tập mà được xuất ly. Lại nữa Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn, kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thậm như thế sẽ lần lần hương thịnh từ phương tây nam đến phương tây bắc. Phương kia có các bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, an trụ đại thừa. Đối với bát nhã và la mật đa thậm thâm như vậy, với lòng tin yêu sâu xa, viết chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy diễn thuyết, lại dùng các loại tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cúng dường cung kính bát nhã và la mật đa thậm thâm. Nhờ thiện căn này nên không rơi vào đường ác, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh trong loài người, hưởng sự phú quý an lạc. Do thế lửa kia nên tăng trưởng lợi ích sáu pháp ba la mật đa, làm cho mau chóng viên mãn. Nhân đây lại có thể cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, sau đó nương theo pháp tam thừa, lần lần tu tập mà được xuất ly. Lại nữa Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn, kinh điển bát nhã ba la mật đa thậm thâm như thế sẽ lần lần hương thịnh từ phương tây bắc đến phương bắc. Phương kia có các bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, an trụ đại thừa. Đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm như vậy, với lòng tin ưa sâu xa, viết chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn thuyết,
lại dùng các loại tráng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng cúng dường cung kính Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thầm. Nhờ thiện căn này nên không rơi vào đường ác, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh trong loài người, hưởng sự phú quý an lạc do thế lực kia, nên tăng trưởng lợi ích sáu pháp Ba La Mật Đa, làm cho mau chóng viên mãn. Nhân đây lại có thể cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, sau đó nương theo pháp tam thừa lần lần tu tập mà được xuất ly. Lại nữa, Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn, kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thầm như thế sẽ lần lần hương thịnh từ phương bắc đến phương đông bắc. Phương kia có các bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca, an trụ đại thừa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như vậy, với lòng tin ưa sâu xa, viết chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy diễn thuyết, lại dùng các loại tráng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng, cúng dường cung kính Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm, nhờ thiện căn này nên không rời vào đường ác, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh trong loài người, hưởng sự phú quý an lạc. Do thế lực kia nên tăng trưởng lợi ích sáu pháp Ba La Mật Đa, làm cho mau chóng viên mãn. Nhân đây lại có thể cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, sau đó đương theo pháp tam thừa lần lần tu tập mà được xuất ly. Lại nữa, Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn 500 năm, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thầm ở phương đông bắc làm Phật sự lớn. Vì sao, Xá Lợi Tử? Vì tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đã tôn trọng pháp là kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm. Kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như vậy được tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác cùng nhau hộ niệm. Xá Lợi Tử, chẳng phải sở đắc của Phật, pháp tỷ đại gia vô thượng chánh pháp có tướng mai một. Sở đắc của chư Phật, pháp tỷ đại gia vô thượng chánh pháp, tức là kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm. Xá Lợi Tử, phương đông bắc kia, các thiện nam, thiện nữ, vân vân, an trụ, đại thừa. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thầm, có lòng tin yêu sâu xa, viết chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn thuyết, thì ta thường hộ niệm làm cho không bị tổn não. Xá Lợi Tử, phương đông bắc kia, các thiện nam, thiện nữ, vân vân, an trụ, đại thừa, viết chép kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thầm như vậy, lại dùng các loại tráng hoa thượng diệu, cho đến đèn sáng cúng dường cung kính, ta nhất định nói do thiện căn kia nên không rơi vào đường ác, sanh trong cõi trời người, thường hưởng thọ phú quý an lạc. Nhờ thế lực kia nên tăng trưởng lợi ích sáu pháp Ba La Mật Đa, làm cho mau được viên mãn. Nhân đây lại có thể cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, về sau đường theo pháp tam thừa lần lần tu học chứng đắc niết bàn. Vì sao, Xá Lợi Tử? Ta dùng Phật nhãn quan sát chứng biết xưng dương tán thán phước đức đã đạt được của các thiện nam, thiện nữ, vân vân kia, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở đông tây nam bắc bốn góc trên dưới, cũng dùng Phật nhãn quan sát chứng biết xưng dương tán thán phước đức đã đạt được của các thiện nam, thiện nữ, vân vân kia. Khi ấy, Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sau khi Phật niết bàn 500 năm ở phương đông bắc, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm có được lưu truyền cùng khắp không? Phật dạy: Xá Lợi Tử, đúng vậy, đúng vậy. Sau khi ta niết bàn 500 năm ở phương đông bắc, Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm sẽ được lưu truyền. Xá Lợi Tử, sau khi ta niết bàn 500 năm rồi, ở phương đông bắc kia có các thiện nam, thiện nữ, vân vân, an trụ đại thừa. Nếu được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm này, sanh lòng tin ưa sâu xa, viết chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy diễn thuyết, nên biết những vị ấy đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề lâu dài, tu các hạnh đại Bồ Tát lâu dài, cúng dường nhiều đức Phật, phụng sự nhiều bạn lành, tu tập giới thân tuệ tâm lâu dài. Các thiện căn đều thuần thục nhờ sức phước đức này, nên được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm như vậy, có lòng tin sâu xa, lại viết chép thọ trì, đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, tuyển thuyết khai thị cho các hữu tình. Hết quyển thứ 508.